Đến thôn Thanh Tiến, xã Tiến Hóa, hỏi về bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận Mai Văn Hóa. Người dân ở đây không ngớt lời khen ngợi. Anh không chỉ là một bí thư chi bộ giỏi, hết sức hết lòng phục vụ nhân dân, mà còn là tấm gương về phát triển kinh tế, tích cực vận động, hỗ trợ người dân xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo bên bờ sông Danh, hàng năm phải đối mặt với thiên tai lũ lụt, đất sản xuất không có, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào nghề nuôi cá lồng và chài lưới trên sông. Đến tuổi trưởng thành, chàng trai trẻ Mai Văn Hóa luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế để giúp bản thân và người dân thoát nghèo. Năm 2004, anh Hóa đã mạnh dạn đứng ra thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tổng hợp Thanh Tiến với nghề chủ yếu là khai thác vật liệu xây dựng. Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tổng hợp Thanh Tiến luôn là địa chỉ tin cậy của bản hàng, là doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng, đi đầu trong các hoạt động xã hội ở địa phương. Đến nay, công ty đã mở rộng nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh như khai thác, mua bán vật liệu xây dựng, thi công các công trình dân dụng. Doanh thu hàng năm của công ty đạt trên 1 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 32 lao động thường xuyên với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng người trên tháng. Không chỉ tích cực phát triển kinh tế, anh Mai Văn Hóa còn là một bí thư chi bộ giỏi, là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản thân tôi trong thời gian vừa qua đã cố gắng làm học tập cái tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, đó là trong cái lối sống cũng như cái công việc hàng ngày. Bản thân tôi luôn gương mẫu trong mọi cái công việc, và đặc biệt bản thân tôi luôn phát huy được cái tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, luôn đi cái đâu cả cái phong trào, rồi trong cái thực hiện nghị quyết của đảng cấp trên cũng như cái đưa cái nghị quyết của chi bộ sát đúng với tình hình thực tế tại cái thôn của mình, để rồi không ngừng đưa cái đời sống của bà con ngày một đi lên. Trên cương vị là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Thanh Tiến, anh Hóa đã cùng với chi ủy, ban công tác mặt trận thôn tuyên truyền vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo. Về lĩnh vực phát triển kinh tế, bí thư chi bộ Mai Văn Hóa đã tích cực tuyên truyền vận động người dân trong thôn mở mang các ngành nghề, dịch vụ, đặc biệt là nghề nuôi cá lồng trên sông, đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hiện toàn thôn có 90 lao động đang làm việc ở cả nước, chiếm 70% số lao động trong độ tuổi, hàng năm mang về nguồn thu trên 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, anh còn vận động bà con đóng góp ngày công và nguồn lực để xây dựng hạ tầng giao thông, các công trình công cộng, xây dựng mô hình đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 với số tiền hàng trăm triệu đồng. Cá nhân anh Hóa thường xuyên hỗ trợ tiền, vật liệu để xây dựng nhà ở cho các hộ khó khăn, thăm hỏi, tặng quà các trường hợp ốm đau, bệnh hiểm nghèo. Riêng anh Hóa thì tôi là một đảng viên, mà đặc biệt là cái thôn Thanh Tiến là một cái thôn toàn tông hiểu. Nhưng mà thực tế ra mà nói với chấp hành với cái chủ trương đường lối là anh truyền đạt là anh giáo dục rất chi là tốt, cho nên là trồng ông khỏe để phục vụ cho bà con là được lâu lâu. Thôn Thanh Tiến hiện có 156 hộ, 846 nhân khẩu, 100% người dân trong thôn là đồng bào theo đạo Công giáo. Những năm gần đây, đời sống của bà con không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 8,6%, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng người trên năm. Hầu hết người dân trong thôn đều có nhà ở kiên cố, nhà sinh hoạt cộng đồng, cơ sở sinh hoạt tôn giáo được đầu tư xây dựng khang trang. Hệ thống đường giao thông đã được bê tông hóa, việc đi lại của người dân thuận lợi hơn trước. Tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo. Những kết quả nổi bật trên, ngoài sự nỗ lực của mỗi người dân trong thôn, không thể không kể đến vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là bí thư chi bộ Mai Văn Hóa. Thì đối với cá nhân đồng chí Hóa thì là một trong những người đảng viên người công giáo rất là gương mẫu, đi đâu trong mọi phong trào, đặc biệt trong việc học tập làm theo phong cách đạo đức của Bác. Từ những việc làm cụ thể, đồng chí Hóa đã thường xuyên sâu sát bám sát địa bàn, tăng cường công tác tiếp xúc vận động bà con nhân dân, vận động cán bộ đảng viên để triển khai thực hiện tốt
các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về đến tận địa bàn cơ sở. Ngoài việc là trọng trách là đồng chí đảng ủy viên và là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, thì đồng chí Hòa hiện nay đang là giám đốc công ty xây dựng tổng hợp Thanh Tiến, là một trong những cái cá nhân tiêu biểu, là một doanh nghiệp làm ăn phát đạt trên địa bàn xã Thiện Hòa và đã có phần rất là tích cực trong phong trào xây dựng thôn Thanh Tiến nói riêng và địa bàn xã Thiện Hòa nói chung. Với những đóng góp tích cực của bản thân, anh Mai Văn Hóa luôn được cấp ủy chính quyền và người dân tin yêu. 4 nhiệm kỳ liên tiếp, anh được bầu vào ban chấp hành đảng bộ xã Thiện Hóa. 3 nhiệm kỳ là đại biểu hội đồng nhân dân xã, 16 năm làm bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Thanh Tiến. Nhiều năm liên tục, anh Mai Văn Hóa đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng nhiều bằng khen giấy khen của các cấp. Anh xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.